sáng nay mùng 1 tháng 9, tại điểm du lịch Cát Cát, xã Hoàng Liên đã diễn ra chương trình khai mạc Ngày hội Văn hóa Bản Mông 2024. Đây là một trong những hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ lễ hội mùa thu Sapa năm 2024. Tại đây, du khách được trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc của người Mông, các trò chơi dân gian, trình diễn nghề thủ công truyền thống dân tộc Mông như chạm khắc bạc, xe lanh dệt vải, nhuộm tràm, vẽ hoa văn sáp ong trên vải lanh, làm bánh dày, hay thưởng thức các món ăn ẩm thực đặc sắc như mèn mén, xôi mầu, thắng cố. Điểm nhấn của ngày hội là lễ mừng cơm mới, một nghi lễ quan trọng trong đời sống của đồng bào Mông, thể hiện nét đẹp văn hóa độc đáo, tinh thần đoàn kết và sức mạnh cộng đồng. Lúc nào năng nào cũng phải làm cơm mới, và để năm sốt cho của bố mẹ ăn và nó để bảo đảm sức khỏe của bố mẹ, bảo đảm sức khỏe của dân tộc ta, giữ gìn cho cái dùng lúa của mình ăn cho nó năm, cho nó năm sốt và năm sốt cho cao và không phải đói nhiều. Hòa với cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang chín vàng cùng dòng suối trong lành hiền hòa, Ngày hội Văn hóa Bản Mông Cát Cát là dịp để bà con nhân dân bản Cát Cát giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước những nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc Mông ở đây nói riêng và thị xã Sapa nói chung.